Top 10 siêu xe mô tô phân khối lớn đắt nhất thế giới hiện nay. Ngoài việc mang lại cảm giác tự do thì mô tô phân khối lớn còn hấp dẫn nhờ giá bán hợp túi tiền. Có những mẫu xe mô tô phân khối lớn mới chỉ đi kèm giá khoảng 3.000 USD, trong khi đó những chiếc xe đã qua sử dụng thậm chí còn rẻ hơn nữa. Thế nhưng bên cạnh đó có những chiếc mô tô phân khối lớn lại đắt không thua kém gì những chiếc xe hộp. Ở danh sách 10 mẫu xe mô tô dưới đây sẽ cho bạn thấy được điều đó. 1. Là chiếc xe MV Agusta F4 RC giá 46.000 USD. Nếu danh sách này được viết từ một vài năm trước thì chắc chắn MV Agusta F4 RC sẽ ở vị trí cao hơn trong top 10. Tuy nhiên hiện tại mẫu xe này lại nằm ở vị trí thứ 10 với mức giá là 46.000 USD. Ra mắt để kỷ niệm sự kiện hãng MV Agusta tham gia giải đua mô tô Super Sport 2015, F4 RC nhẹ hơn khoảng 13 kg so với nghề tiền nhiệm là F4 RR và sở hữu công suất tối đa là 212 mã lực. Ngoài ra thì chỉ có đúng 250 chiếc MV Agusta F4 RC được sản xuất. Toàn bộ những chiếc MV Agusta F4 RC đều được trang bị trục khỉu và nắp bình xăng như xe đua, bộ quay bằng sợi carbon, hệ thống xả bằng titan Temigoni, ECU nâng cấp, hệ thống treo Olin, phanh Brembo, hệ thống kiểm soát lực bám đường cùng nắp che yên sau mới. 2. Là chiếc Lightning LS218. Tương tự như ô tô, những chiếc mô tô điện bao giờ cũng có giá khá cao. Lightning LS218 là một ví dụ điển hình với giá lên đến 46.888 USD cho bản sử dụng pin 20 kWh. Theo nhà sản xuất thì Lightning LS218 là mẫu xe điện thương mại nhanh nhất thế giới. Lightning LS218 sở hữu công suất tối đa là 244 mã lực và mô men xoắn cực đại là 311 Nm, sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động. Mặc dù có thêm một motor điện và cụm pin nhưng Lightning LS218 cũng chỉ nặng khoảng 224 kg, nhỉnh hơn 45 kg so với những chiếc mô tô thể thao thông thường. Xe có thể di chuyển trên quãng đường là khoảng 241 km cho một lần sạc pin đầy. 3. Là chiếc Kawasaki Ninja H2R. Không giống người anh em H2, Kawasaki Ninja H2R là một mẫu xe đua thuần túy được bày bán rộng rãi trên khắp các thị trường. Những chiếc siêu mô tô sở hữu công suất tối đa 200 mã lực vốn không hiếm, thế nhưng ít xe nào có thể đạt đến công suất tối đa là 300 mã lực như Kawasaki Ninja H2. Bí quyết của Kawasaki Ninja H2R nằm ở khối động cơ 4 xi lanh siêu nạp dung tích là 1000cc. Gần đây thì Kawasaki Ninja H2R đã thiết lập kỷ lục tốc độ là 400 km/h trên một cây cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ cần một con đường phù hợp và tay lái đủ máu điên thì Kawasaki Ninja H2R có thể đạt tốc độ cao hơn thế. Giống như tất cả những cỗ máy siêu tốc khác thì Kawasaki Ninja H2R đòi hỏi phải được bảo dưỡng khá kỹ. Cứ sau 15 tiếng khởi động, động cơ đạt vòng tua máy trên 8.000 vòng trên phút là lái xe cần phải được bảo dưỡng. Ngoài ra thì Kawasaki Ninja H2R còn được trang bị nhiều đồ chơi hàng hiệu như là bộ quay bằng sợi carbon, hệ thống cân bằng điện tử Bose và giảm xóc Olin TTX. Do đó, mẫu mô tô này không hề rẻ và có giá 55.000 USD trên thị trường. 4. Là chiếc xe Hedkit Valiant SC. Chiếc xe này có giá khoảng 61.033 đô la Mỹ. Những chiếc xe kể trên chỉ nằm trong danh sách siêu xe mô tô bình thường, trong khi đó thì Hedkit Valiant SC lại thuộc thế giới mô tô cực kỳ đặc biệt. Hedkit nghe có vẻ là cái tên lạ nhưng thực chất đã có mặt trên thị trường từ khá là lâu. Hedkit Racing đã giúp tay đua James Hunt phát triển sự nghiệp trong làng công thức 1 từ năm 1972 đến năm 1978. Sau khi từ F1 thì Hedkit nhảy vào mảng mô tô với đứa con đầu lòng là V1000. Nhiều năm sau thì Valiant SC ra đời như là mẫu xe thứ 3 do Hedkit sản xuất. Nguồn sức mạnh của Hedkit Valiant SC đến từ khối động cơ X-Wave V-Twin siêu nạp, dung tích là 2,1 lít, tạo ra cái công suất tối đa là 210 mã lực. Ngoài ra thì Hedkit Valiant SC còn được trang bị hệ thống treo Katic, hệ thống phanh và vành thừa riêng cùng nhiều bộ phận chế tạo tại Anh. Có thể nói thì chiếc Hedkit Valiant SC là một cái mô tô độc đáo, chỉ được phát triển cho những ai có gu đặc biệt và hầu bao dung dịch.
5 là chiếc xe Energica Ezo 45. So với lại chiếc Lightning LS 218 giới thiệu trên thì Energica Ezo 45 có thể không nhanh bằng. Tuy nhiên thì mẫu mô tô điện này lại đắt hơn nhiều vì nó rất là hiếm. Chỉ có đúng 45 chiếc Energica Ezo 45 được sản xuất và bán ra với giá là 68.000 USD. Với công suất tối đa là 136 mã lực và mô men xoắn cực đại là 154 Nm, thì Energica Ezo 45 rõ ràng không hề chậm. Nhờ hệ thống treo Olin vành bằng nhôm OZ và những bộ phận làm từ sợi carbon thì Energica Ezo 45 có khả năng ôm cua cực kỳ là ấn tượng. 6 là chiếc Moto S Moto Cycle KRGT1 với giá bán ra là 78.000 USD. Trước khi Keanu Reeves tái xuất trong series phim John Wick, nhiều người đã tự hỏi là nam tài tử này đang làm gì. Hóa ra ngoài đam mê diễn xuất thì Keanu Reeves còn dành rất nhiều thời gian cho những chiếc mô tô. Thậm chí thì Keanu Reeves đã thành lập một liên danh sản xuất mô tô với người bạn là Gerd Honninger. Thế là hãng mô tô S Motorcycle đã được ra đời. S Motorcycle không chỉ là một thương hiệu với sự ủng hộ của Keanu Reeves phía sau, thay vào đó thì nam tài tử này đã tham gia vào mọi dự án của S Motorcycle. Sản phẩm mới nhất của hãng là dòng mô tô mang tên S KRGT1, được trang bị động cơ V-Twin 20 cam, dung tích 2032cc. SKRGT1 sở hữu một công suất tối đa là 122 mã lực và mô men xoắn cực đại là 165 Nm. Ngoài ra thì xe còn đi kèm những bộ phận bằng nhôm, hệ thống treo Olin và phanh ISR. 7 là chiếc Shooter MMX500 với giá bán là cực kỳ đắt, 118.565 USD. Eskin Shooter là tay đua GP500 hàng đầu thế giới trong những năm 90. Hiện tay lái người Thụy Sĩ này đã chuyển sang sản xuất mô tô với nhãn hiệu mang tên mình. Mẫu mô tô nổi bật do Shooter sản xuất chính là MMX500. Sức mạnh của xe đến từ cái động cơ V4 2 thì tạo ra công suất tối đa 195 mã lực ở vòng tua là 13.000 vòng trên phút. Con số này nghe có vẻ là không nhiều nếu đem so sánh với những chiếc siêu mô tô mạnh 200 mã lực. Thế nhưng thế mạnh của Shooter MMX500 lại nằm ở tỷ lệ công suất và trọng lượng. Theo đó, Shooter MMX500 có trọng lượng chỉ 127 kg, nên là một trong những cái mẫu mô tô nhanh nhất thế giới, đặc biệt là trên đường đua. Đáng tiếc nhà chiếc xe này chỉ có 99 chiếc được sản xuất. 8 là chiếc Confederate G2 P51 Combat Fighter với giá bán là 125.000 USD. Confederate G2 P51 Combat Fighter là một mẫu mô tô khiến bạn phải thực sự mở rộng trí tưởng tượng của mình. Xe sở hữu cái tên khá dài và gợi liên tưởng đến những chiếc máy bay chiến đấu trong Thế chiến thứ hai. Được sản xuất hoàn toàn bằng nhôm thì Confederate có khung gầm cứng và nhẹ nhất với tỷ lệ mô men xoắn trên trọng lượng lý tưởng nhất trong các làng xe mô tô thương mại. Trái tim của Confederate Combat Fighter là khối động cơ V-Twin có dung tích là 2161cc với công suất tối đa là 145 mã lực và mô men xoắn cực đại là 216 Nm. Lực hãm của Confederate Combat Fighter bắt nguồn từ 4 phanh phía trước. Ngoài ra, mẫu mô tô này còn được trang bị vành bằng cơ sợi carbon và hệ thống treo tùy chỉnh hoàn toàn. Phiên bản rẻ nhất của dòng Combat Fighter thì đã lên đến 125.000 USD. Riêng phiên bản màu đen là có giá tới 140.000 USD. 9 là chiếc Honda CR213 VS với giá bán là 184.000 USD. Rất ít mẫu mô tô thương mại có thể vượt qua được Kawasaki H2R về mặt công nghệ xe đua như Honda RC213 VX. Trên thực tế thì Honda RC213 VX không phải là mô tô được ứng dụng công nghệ xe đua. Thay vào đó, bản thân của chiếc Honda RC213 VS chính là xe đua. Honda RC213 VS là bản sao của dòng mô tô đua RC213V mà Mark Marquez đã lái trong 2 lần vô địch mô tô GP gần đây nhất của mình. Hãng Honda khẳng định RC213 VS là mẫu mô tô thương mại gần giống xe đua mô tô GP nhất từng được bán ra thị trường. Được chế tạo thủ công
thì Honda RC 213 VS sử dụng động cơ V4, dung tích là 999cc với các thanh truyền làm bằng titan. Thêm vào đó là bộ quay gia cố bằng sợi carbon, hệ thống treo Olin, phanh Brembo, vành Marchesini, hệ thống kiểm soát phanh động cơ, hệ thống kiểm soát lực bám đường, các chế độ lái, rồi là giá bán khó tin và số lượng sản xuất là chỉ có khoảng 250 chiếc. 10 là chiếc xe Ludovic Lazaret LM 847 với giá bán là cực kỳ khủng khiếp, 217.000 USD. Đưa động cơ xe hơi vào một chiếc mô tô dường như là lý tưởng điên rồ, nhưng lại được hiện thực hóa qua Ludovic Lazaret LM 847. Mẫu mô tô này sử dụng động cơ V8 của Maserati với công suất tối đa là 470 mã lực, được bao bọc bởi phần thân vỏ bằng sợi carbon, nhôm và thủy tinh. Ludovic Lazaret LM 847 dễ dàng làm những chiếc xe khác trong danh sách của 10 chiếc xe trên phải lu mờ bởi mức giá là quá khủng khiếp là 217.000 USD. Với số tiền này thì bạn hoàn toàn có thể mua cho mình hai chiếc xe thể thao khác thuộc dạng như là Maserati Gran khác nhau. Quả thực thì đây là một sự lựa chọn khó khăn cho các tín đồ. Ở trên đây thì top xe đã giới thiệu tới quý vị và các bạn 10 cái siêu xe mô tô phân khối lớn thuộc hàng khủng nhất trong thế giới hiện nay. Ở trong 10 chiếc xe trên thì bạn là người yêu thích và muốn sở hữu cho mình một cái chiếc mô tô nào, hãy cho biết ý kiến của mình trong những khung bình luận phía dưới video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Top Xe. Xin chào và hẹn gặp lại.